Excuse me, sir. Excuse me. Oh. $920. Dạ dạ. Để mình tính là tiền Việt phải nhiêu tiền mà. Đây là đúng không? 2.000 nhân và 1.400. 31.400.000. Phải uống mình uống thì có giá khá rẻ mà. Đỡ mình uống có giá trong menu là có 63 mà. 63 và nhân cho 1.400. Tầm 90.000 luôn. Bình thường. Đấy, mình nói bình thường mà uống mình uống ngẹn luôn à. 90.000 lon bà mẹ đó. Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn xuống ăn tối mà ăn siêu dạng là set menu để coi thử là đồ ăn của bên Ai Cập á, thật sự là đồ ăn Ai Cập nó có dễ không bạn. Thật sự là mình ăn bữa giờ cho bạn coi đồ ăn rất là khó ăn. Bây giờ chỉ có một hy vọng cuối cùng đó là mình sẽ xuống ăn nhà hàng 5 sao dưới này trên tàu 5 sao bên Ai Cập ở Aqaban này, ăn coi thử là cái set menu của nó là cái vị có gọi là có dễ ăn chút xíu hay không thôi, chứ còn hy vọng ngon là chắc chắn là không hy vọng được rồi á. Tại đồ ăn của Ả Rập mà các bạn, nó rất là khô khan và gia vị của nó không có được đa dạng giống như ở Việt Nam mình hay là châu Á hoặc là ở Trung Quốc hay Thái Lan. Với lại cách phục vụ của bên Ai Cập các bạn thấy nó cực kỳ là hơi khác lạ so với các vùng khác mình đi luôn á, tại nó thuộc châu Phi mà. Thì bạn thấy á, giờ mình đang ở trên cái tầng của mình, giờ mình đi xuống dưới ăn tối nè. Từ đó mình sẽ nói cho bạn thêm về cái dịch vụ của bên Ai Cập như thế nào, bữa giờ không có thời gian nói cho bạn nghe. Còn bây giờ rảnh đi xuống ăn coi thử set menu như thế nào, tại mình đóng trong này hết $1,300 mà các bạn. $1,300 bạn quy ra tiền Việt là biết là 30 triệu mà có thứ đồ ăn nữa, 30 triệu thì nó như thế nào đây. Đi. Credit card takes Egyptian money, not dollars. Machine. Okay. Works only with pounds, not dollars for you. Okay? Okay, pound. Okay. No, I will take Egyptian. $1,000. Yeah, yeah, đô la. And 17. Đây đô la. Okay, 17 là pound. Pound. Okay, but yeah. Hai 22,440. Okay, okay. 22,300 các bạn. Một ba hai mươi nhân 17 bao là 22,400. Để mình tính là tiền Việt phải nhiêu tiền mà. Đây là đúng không? 2.000 nhân và 1.400. 31.400.000 nhân tiền Việt là 31 triệu. Giờ xuống ăn nè. 31 triệu. Nha. Nha. Yeah, okay. Yeah, okay. Thank you. Này. Chung là cho bạn coi tiền cạc. Dạ. 22.000 bao
Ai Cập các bạn đổi ra 31,5 triệu. Tiền nguyên kẻ xuống là tối. Thấy vô các bạn thấy cái đầu này như thế này các bạn. Giá cực kỳ mắc so với Việt Nam luôn á. Để chúng tôi đồ ăn như thế này. Kêu mình ăn. Ok. Nha. Trông giờ uống gì đây trời. Ok. Đây ăn tối nè. Đây này có sẵn bánh mì cho mình luôn. Đây là cái bàn của mình. Mới cái chung cái bàn mình ăn hồi trưa là sao giờ cái bàn này y chang vậy luôn. Yeah, good evening. uống gì ta? Ha. Menu, yeah. Okay. Đây. Okay, thêm kiếu. Đây là món khai vị theo menu. Yeah. Móc theo, đưa cho hè móc theo. Móc theo. Móc cốc theo, móc theo. Móc theo. Yeah. Rus. Rus. Yeah, móc theo. No. Rus. Oh no. Oh, yeah. One soda and one seven up. Seven up. Yeah. Ok bạn. What is this? This is spanakopita. Do you mean? Spawn stuffed and some cheese. Cheese. Yeah. Yeah. Okay. Giờ mình thử này. Thank you. Đây là giống hành thánh chiên các bạn. Để mình coi thử coi. Trong này là cái gì? Gì ta? Rau nó kiểu trộn lại với lại bột chiên giòn các bạn. Không biết miêu tả sao. Mình món trung thành nó kiểu uống soda 7 up 7 up nè. Ăn tối lên sang trọng như vậy. Cả ngàn lô luôn thì người ta thường người ta uống rượu nhưng mà là mình thấy rượu mắc quá mà mình không uống. Nói giỡn đó. Đi du lịch chỗ này phải giữ sức khỏe bạn. Thì bạn thấy cái phòng mình ở lạ hả? Không có kem đánh răng luôn. Đây là cái khách sạn là tầng thứ 3 luôn các bạn, mình ở chỉ trên tàu resort. Đến nội khách sạn còn 5 sao luôn. Thì á, không có kem đánh răng, không có bàn chải. Cái thứ hai nữa là không có gì quá nữa. Không có dép. Dép ở trong phòng. Nói chung là mình không hiểu là bên Ai Cập người ta có xúc miệng không. Mình đang bấm nó thắc mắc, bây giờ bấm nó thắc mắc là không có xúc miệng hay không. May mà mình đi thêm cái kem đánh răng riêng á. Nếu không là đâu có kem nó xúc miệng nữa. Bạn là để cập nhớ nha, nhớ thêm kem đánh răng nha. Chứ 5 sao cũng không có kem đánh răng. À, soda, just for her. Yeah. Yeah, okay, thank you. Yeah. Tại Úc mình uống thì giá khá rẻ mà. Đỡ mình uống có giá trong menu là có 60 bao à. 60 bao và nhân cho 1,400. Tầm 90 ngàn lon. Bình thường. Đấy, mình nói bình thường mà uống mình nó ngẹn luôn à. 90 ngàn lon bà mẹ đó. Mình kêu mình đâu để ý đâu, giờ mình ngồi mình tính mình mới ngẹn á. Thật ra bạn đi ở trong mấy cái đền á, đền thờ đền đồ á, thì nó bán một lon gì cũng 60 ngàn. Mình tính riêng biệt cho bạn hiểu á, là nó bán cũng 40 ngàn bao. 40 bao là cũng tính ra cũng gần cũng 60 ngàn tiền Việt rồi. Và nhà hàng này nó bán 90 ngàn thì bình thường thôi các bạn. Mình nói Canamen nó đặt cái gì rẻ rẻ hơn. Canamen nó quốc phát ở trên tàu.
$1,300 luôn. Xuống hè tiền chóng mặt luôn. Ok. Món đầu là món hành thánh chiên trộn rau củ quả. Tao chịu á. Nó ở Ai Cập á, cái gì để tham quan mà nó là tham quan Ai Cập về Ai Cập cổ đại tầm 4.000 năm trước, 3.000 năm trước, rồi các lăng mộ, các đền đài, kim tự tháp. Chứ còn thành phố của Ai Cập nó không có gì để tham quan các bạn ạ. Nó là thành phố của châu Phi, nó rất là bình thường. Nó thuộc dạng là thành đất nước gọi là trung bình á. Nghèo cũng không nghèo mà giàu cũng không giàu. Và cách làm dịch vụ của bên Ai Cập, nếu mà tính so với Việt Nam mình á, thua xa các bạn. Việt Nam mình chứ Việt Nam mình chỉ nhưng mà làm dịch vụ rất là tốt mà. Nếu như trên tàu các bạn thấy so sánh trên tàu không? Tàu Việt Nam mình ngon hơn nhiều. Mà giá rẻ, phục vụ tận mồm luôn. Còn ở đây hả, bữa mình ở khách sạn thôi, mình kêu mượn cái bàn ủi, mượn 3 lần nó không cho mượn luôn mà. Đi thuyền chút xíu là tính tiền. Ok, ra. Ồ, đây là gì đây bạn? Đây là súp. Ồ. À, không muốn thử rồi. What is it? Súp bớt. Súp này là súp bớt thịt bò các bạn. Nè. Đây, đây bò có con nè. Nè, zoom gần vô nè. Đó. Ăn miếng thịt bò thử coi. Có gần dai dai thực thực rất ngon lắm. Nước súp này giống như nước súp bên nước súp của bên tàu của bạn bên Trung Quốc không? Nó bay mùi thuốc. Ủa sẽ có một phần hả? Ủa? Đây nó có một phần không biết cái này mềm phần cái này mềm đâu à? Ủa? Ủa? Quánh? Phật hả? Ok. Đây là cái phần gì mình ăn trước à? Còn caramel không bóc lên. Được các bạn. Cái tội họ làm mình tốn tiền nhiều các bạn. Kêu đặt phòng rẻ rẻ thôi. Bà mẹ đặt phòng gì kiểu này mà thì tiền đâu mà đi chơi nữa các bạn. Chứ mình đi về nước rồi nè. Bà mẹ chưa gì cả hết $1,400. Mình còn kim tự tháp đồ này nọ mình chưa có đi tham quan mà tượng nhân sư rồi nữa. Thì bạn nào đón chờ nhớ đăng ký kênh, bạn đón chờ giờ mình đang đi ăn tối. Review là phải review ẩm thực, khách sạn, nhà hàng, địa điểm vui chơi du lịch cho đầy đủ các bạn. Nhưng mà nước súp này ngon nè. Ok. Thank you. Bây giờ mới có món nước để mình hầm hấp á. Cái con tàu của mình ở hiện tại là cái ngày đầu tiên thôi. Mình ăn tối xong nhưng mà tới sáng mai nó bắt đầu từ 5 giờ sáng nó sẽ chạy. Nó sẽ chạy tới tầm 8 giờ sáng nó dừng lại tại một cái đền để mình vô mình tham quan. Thì hiện tại buổi tối là bây giờ nó vẫn đang neo ở bến để mình ăn uống này nọ vui chơi ở tại Hạch của anh. Sau đó mai bắt đầu nó bắt đầu chạy. Nó chạy vòng 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 như ở Bình Hạ Long gì á. Nhưng mà đây nó sẽ chạy từ Hạch qua nó chạy tới Lúc So luôn bạn. Lúc So là chạy tới thung lũng cái vị vua luôn. Thì bạn nào cố gắng theo dõi mình sẽ review cho bạn. Mới chạy tới thung lũng cái vị vua là cái chỗ mà chôn cất các vị vua có Tutankhamun, nồ Ramses này nọ các bạn thấy không. Cái đền thờ Ramses đó chỉ là thờ thôi. Mà chôn ông Ramses là chôn ở tại thung lũng cái vị vua King of Valais á, Valais of King gì đó. Đó. Nói chung á, dịch vụ ăn uống này á, là đồ ăn á, là bạn bao gồm trong tiền tiền phòng. Nhưng mà đồ uống là bạn tính tiền riêng các bạn. Mình ăn uống xong mình nói trong cái bill xong rồi cái mình check out mình sẽ tính tiền cho bạn coi. Nó chưa dừng ở mức 3.000 mấy trăm đô, 1.300 mấy trăm đô. Còn nữa bạn thấy á, trời ơi cặp chỉ cần lên cái tàu rồi không là đốt gần 40 triệu rồi.
Ăn khá là nhanh. Ăn nữa lên liên tục quay cho bạn coi với ngồi miết nói hoài bạn chán mà. Bạn đang review cho bạn coi cách phục vụ của bên Ai Cập. Nhiều video là đi tham quan á thì nó vui nhộn, nhưng mà video về ăn uống này nọ là để bạn hiểu ẩm thực thì nó phải buồn chút xíu. Mình tập trung về ẩm thực ăn uống mà. Excuse me again? Yeah. Ủa sao xin nữa? It's more. Gì đây? Nữa kìa. Trời ơi. Sao lên hoài vậy? Thấy mình ăn ngon quá ăn lên nữa. How are you? Yeah, I'm fine. Yeah. Are you doing well? Yeah. You like the cruise? Yeah, yeah, I like it. You like the tour guide? Is it clear? Bít. Đây bạn, đây là món bò bít tết kiểu Ai Cập các bạn. Đây là bò bít tết kiểu Ai Cập nha. Đó, hai miếng thịt bò trời nó bự quá nhá. Để em ăn thử coi. Đây. Chỗ này là có gì ta? Cà rốt, khoai tây, miếng cam. Ăn thử à. Mềm. Mềm thơm mà. Nói chung là khá vừa ăn. Thịt thêm muối. Tiêu. Bò này mềm lắm. Bò này là bò dạng như bò Ai Cập, bò Ấn Độ các bạn. Chứ không phải bò Úc hay bò Việt Nam, bò Mỹ đâu. Đây mình ăn cái vị á, mình thấy nó lạ lạ. Nó khá là mềm. Nhai cái tan nó luôn. Bò Kobe là không phải, không phải bò Kobe hay Wagyu luôn. Đây là cách làm thịt bò nè. Thấy không? Nhìn đẹp không? Khá là mỏng. Nhìn giống như miếng cốc lót á. Cà rốt ngọt. Nói chung á, ngoài bên Ai Cập ăn đồ khô các bạn, năm có đồ bún nước này nọ phong phú như ở châu Á đâu. Mình nói là nó ảnh hưởng của văn hóa Ả Rập rồi bạn. Cái tiếng họ nói là tiếng Ả Rập mà. Trải qua cái mấy ngàn năm họ bị đô hộ hết bên La Mã, Hy Lạp, xong rồi bị Trung Đông, Tây Á đô hộ liên tục, Syria rồi này nọ rồi bạn. Nói chung là hôm nay mình hơi đuối rồi bạn, mình đuối rồi, trời đuối. Ngồi ăn á, ngồi buồn nè, nhớ ăn của Việt Nam. Không đâu mà ngon bằng ăn Việt Nam được các bạn. Dịch vụ cũng không ngon bằng Việt Nam mình á. Mình đi nhiều à, thì mình thấy từ 5 sao cho tới 6 sao rồi, đồ ăn, đồ uống, dịch vụ. Mình ở tại quê thì mình chửi chửi gì chứ thiệt rồi, mình đi ra ngoài mình mới thấy là người Việt mình rất là hiếu khách, mến khách mà. Phục vụ rất là nhiệt tình. Không phải ở đây phục vụ á, bạn thấy họ nhiệt tình vậy là để hỏi tiền các bạn. Bạn mà không trao tiền là bữa sau không phục vụ nữa. Đâu phải dễ đâu. Và khi bạn đi thăm những cái nền nữa là mấy ông hướng dẫn viên là ông nhắc luôn là hả, phải bò cho tài xế, phải bò cho mấy ông chở thuyền, lái thuyền đó, phải bò cho hả, người này người kia bò liên tục. Nên mình đổi ra tiền đô, một đô á nhiều lắm, bò để bò miết à. Tại người Ai Cập họ sống bằng chi phí và dịch vụ mà. Nên á, họ thấy khách du lịch là họ bám liên tục luôn, bám không nhả. Khi nào bạn xài dịch vụ hoặc là bạn mua này mua nọ, họ mới nhả ra. Ai Cập bây giờ mới Ai Cập hào hùng của cái tay 3.000 năm, 4.000 năm trước rồi các bạn. Cái thời nào rồi cũng qua các bạn. Nhiều khi mình ở trên tàu này mình không biết giá tàu bao nhiêu luôn á. Mới tính tiền xong mắc quá nhờ cái mình xỉu luôn, người mặt mình hơi nhừ nhừ luôn.
tương tính ngồi bị đeo là ăn vui vẻ, xuống ăn vui vẻ, ai ngờ mới xuống tới nơi bị chụp tính tiền với bà mẹ hết vui luôn rồi, đâu vui nữa đâu. Chuyến tàu này á sẽ là chuyến tàu lịch sử của mình nữa bạn. Bà mẹ đốt hơn 40 triệu, 50 triệu là bạn thấy đi du lịch là bạn đi Nhật á, bạn đi tour đi Nhật á có 30 triệu rồi cùng mà một người á, là mình ở trên cái tàu này một đêm là bằng bạn đi tour Nhật nó cái tuần lễ luôn rồi đó bạn. Mấy bạn nào mà muốn mình đi Nhật thì comment biết các bạn. Thật sự đi Nhật nó rẻ lắm, không nhiều tiền á. Bạn mình một đêm mình ngủ mình ăn trên tàu rồi bên Ai Cập là bạn hiểu, đi bên Ai Cập cực kỳ đắt đỏ, nó đắt hơn bên Mỹ luôn mà. Nhiều người Việt á họ thích đi có tiền, họ thích đi Mỹ châu Âu hơn, tại vì biết sao không bạn, tại vì bỏ số tiền ra cũng rẻ hơn đi Ai Cập nhưng mà lại được ở cái nước hiện đại giàu hơn. Người Việt mình thích cái nước giàu hơn các bạn, thích đi tham quan cái nước giàu hơn, thì khi mà về check in hoặc là này nọ về thể hiện với bạn bè này nọ thì nó sang chảnh hơn, tại vì cái nước nó giàu hơn. Còn họ không thích đi những cái nước nghèo hơn bạn, tại vì nước nghèo hơn mà tốn tiền nhiều hơn thì lại đâu có thể hiện được cái độ sang chảnh đâu, nên đa số người Việt mình không có thích đi ngoài bên phía Ai Cập này đâu. Nên mình đi dọc Ai Cập á, nhiều người hướng dẫn viên họ hỏi mình á, ủa mày người Nhật hả, mày người Trung Quốc hả, ta đi chụp đen ở kêu người Việt Nam, xong ai cũng cười á, xong mấy thằng cảnh sát mà canh đồn mà chống nổ bom đồ nó cũng hỏi là mày là người nào, xong rồi kêu Việt Nam, xong nó cười nó không biết Việt Nam là gì. Hầu như người Việt rất là ít đam mê về lịch sử các bạn ạ, à. Họ không có thích đam mê về lịch sử, họ thích là cái gì mà gọi là hiện đại mới mẻ rồi để gọi là đi để gọi là biết về cái hiện đại nhiều hơn các bạn. Họ không thích tìm về cội nguồn lịch sử, bản thân lịch sử của Việt Nam họ cũng không thích rồi, họ không thích lịch sử Việt Nam nên họ cũng không thích lịch sử của thế giới là gì đâu. Họ đi qua bên Nhật nhiều khi họ cũng chẳng biết lịch sử của Nhật là gì luôn các bạn. Các cuộc chiến của bên Nhật bên đồ, hay là họ đi qua bên Mỹ họ cũng chẳng biết lịch sử bên Mỹ là gì đâu, châu Âu cũng vậy. Nhiều khi họ đi chẳng qua là họ thấy sang chảnh họ đi thôi, chứ không phải là họ đi vì tìm hiểu lịch sử. Nhưng mà phương Tây á là họ rất là thích đi cái gì có lịch sử. Cái tàu mình đang đi nè, nhiều người họ bỏ ra 3-4 ngàn đô luôn, họ ở trên này luôn cái tuần lễ luôn các bạn, là họ đi tham quan mấy cái đền đài lịch sử họ rất là thích. Chỗ nào có lịch sử như Trung Quốc là nó cái Tử Cấm Thành, Lý Trường Thành cũng về lịch sử. Hoặc là Việt Nam, bạn thấy mình làm video đi Hà Nội, Hồ Chí Minh rồi, họ rất là thích tới những cái nơi mà có địa điểm lịch sử thay trải với cuộc chiến tranh hoặc là các đế quốc rồi đó, thích đi lắm. Cho dù họ đang cảnh báo là đánh bom đến nồi nhưng mà họ cũng đi vì đam mê về lịch sử, khám phá văn hóa địa lý con người của bạn, chứ phải đi để chụp hình, để gọi là check in, rồi để gọi là thể hiện mình là mình có tiền đi qua cái mấy cái nước mà phát triển các bạn đó. Nên nó nhiều khi mà người Việt mình nó rất là ít người review cho bạn coi được cái chỗ mà lịch sử mà hay ho này nọ như vậy các bạn, tại vì tốn tiền rất là nhiều. Bay qua châu Phi thì rất là mắc, các bạn thấy nó dịch vụ bên châu Phi á, bạn thấy họ rất là nghèo nên họ xây được cái gì mà 5 sao lên nó rất là tốn nhiều chi phí. Ok, thank you. Nên nó nhiều khi mình đi qua đây á, người ta hỏi mình là người Trung Quốc hay người Nhật á, là mình nói thẳng liền, mình không phải người Trung Quốc Nhật á, hỏi ai mình là Việt Nam, là hỏi mày biết Việt Nam không, xong nó không biết, mình hỏi là mày biết Hà Nội rồi này nọ rồi không, để cho nó biết các bạn. Nhiều khi cái cuộc mà gặp thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên á, giữa Kim Jong Un lại Donald Trump á, thì làm cho Việt Nam mình cũng khá nổi tiếng các bạn. Nhiều người á họ biết đến là tại vì có cuộc gặp thượng đỉnh tại Hà Nội các bạn, lên TV rất là nhiều, đọc báo chí cũng có, nên giờ nhìn mình đi qua bên này du lịch á, nhiều khi họ cũng biết luôn. Khá là hay bạn thấy đó, cái cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ Triều rất là có lợi cho Việt Nam, là vậy bạn, là tiếng tăm của mình cũng gọi là được nâng tầm vị thế các bạn. Đi ra nước ngoài mà người ta cứ hỏi mình là người Trung Quốc hay người Nhật là mình khá là buồn, mình là mình đó, nói thẳng liền là Việt Nam liền á, tao là Việt Nam tao xài gì đó. Ôi người ta nể mà ngồi Việt Nam mày là gì, họ sao giàu cái đồ xài sang gì này nọ, mà không nghe vậy mình thấy cũng khỏi, cũng khá thích đó bạn. À,
nói chung là mình đi ra nước ngoài là mình muốn mang tầm của Việt Nam mình là gọi là để bạn bè quốc tế biết các bạn. Nhiều khi bên Ai Cập người ta chả biết Việt Nam là gì, mà vậy mà bữa tour Việt Nam đi qua đây chết 5 người các bạn. Cũng khá là buồn, rất là ít người Việt qua đây nhưng mà lại bị đánh bom là dính. Thật sự là nó gọi là giống là nó xui thôi bạn. Thật sự mình đi mình thấy cũng khá là an toàn, lại cảnh sát họ kiểm tra nhiều lắm. Dọc hết luôn. Mình đi thăm cái đền mà Abu Temple gọi là nó giáp với lại Sudan các bạn. Gọi là Nam Sudan, giáp với thành Sudan phía Nam của gì quên rồi. Qua Ai Cập. Thì hiện tại dưới đó đang loạn lạc các bạn. Vậy mà các bạn thấy mình đi ngang qua cái sa mạc á, Ai Cập họ xây được cái đường cao tốc mà đi đâm thẳng qua sa mạc luôn. Trời ơi, đi mặt 300-400 cây số luôn, bạn nối thẳng từ Ai Cập qua tới Sudan luôn. Mà tính ra là họ đầu tư con đường, họ rất là họ đường nó không bị ổ gà, không bị gì luôn. Ủa các bạn, nói chung là mình đã mang xong xuôi hết rồi, cũng khá no rồi. Nói chung là cảm ơn các bạn xem đến giờ phút này nha, đến hay nhớ đăng ký kênh cho like nữa và chia sẻ và sẽ review tiếp những thứ hay hơn, hấp dẫn hơn. Thì nói chung là không ai review gì của được về Ai Cập này nọ, nhiều bạn yêu cầu quá thì mình cũng review các bạn xem luôn, nhưng mà chi phí nó cực kỳ khá là cao. Chi phí rồi để đi Ai Cập là bạn đi được Mỹ, Nhật, Hàn, hoặc là bạn đi châu Âu vô đồ đầy đủ luôn các bạn. Cực kỳ mắc các bạn, nên nhớ là chi phí bên này tuy là nó là nước nghèo nhưng mà nó rất là mắc về chi phí đó. Tại vì để xây dựng được những thứ 5 sao như thế thì họ tốn rất là nhiều công sức các bạn về tiền bạc, nên á cái dịch vụ nó phải tương xứng rồi, nó phải mắc gì á. Ok, nhớ là cái kênh nha các bạn.